Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft bí kíp luyện rồng. Và tập trước thì mình đã nâng cấp cái bàn phù phép lên một cái cấp độ xịn hơn và cũng như có farm được một ít cái kinh nghiệm ở trong thời gian giữa hai tập. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái kỳ cúp mình vào trong bàn enchant để mình enchant thêm vài dòng nữa nha. Chẳng hạn như là hiệu suất này để mình có thể đào nhanh hơn cũng như là được chậm hóng 1 thôi. Ok, tạm thời mình sẽ nâng hiệu suất 5 với lại chậm hóng 1 nhá. Và như vậy thì cây cúp của mình đã tạm ổn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng chính cây cúp này để đi xuống dưới cái khu vực mà hôm trước mình tìm được kim cương á. Đây rồi, đây là khu vực mà mình tìm được kim cương ngay tại khu mỏ luôn nè. Mình sẽ đào thử nhá. Cái này nó tới gia tài 3 lần, mong rằng sẽ rơi ra nhiều nhiều kim cương một xíu. 1, 2, 3, 5, 5, 5 quặng lận. Hơi bị nhiều luôn á. Với 5 quặng này thì mình sẽ được bao nhiêu viên? Lần đầu là ra 2 nè. Lần sau ra 2 nữa. Lần sau lại ra 2. Ui, 10 rồi. 11. Kiểu như nó được x2 á các bạn ơi. Mà hơi kệ, gia tài 3 mà ra được 11 viên kim cương là cũng tạm ổn rồi đó. Và chắc bây giờ mình sẽ trở lại cái đường đào hôm trước của mình. Đây chỗ đào của mình nè. Đó, rồi sau đó mình sẽ đào thẳng thêm một đoạn nữa nhé. Tại vì hôm nay nhân lúc mà có cây cúp kim cương á thì mình sẽ đi may một xíu, sẵn tiện tìm thêm khoáng sản mang về để dùng luôn. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đào đến khi nào gặp được kim cương hoặc gặp được một cái gì đó đặc biệt khác nha các bạn. Ui, đang đào mình nghe tiếng quái vật các bạn ơi. Không biết bên trái mình có con gì không nữa. Hình như bên trái mình tiếp tục là khu mỏ hay sao nè. Cái gì mình nghe tiếng quái vật nó kêu ấy. Để bây giờ mình sẽ đào qua bên trái coi coi bên đây có cái gì mà nó kêu dữ không biết nữa. Hy vọng là một con quái vật đừng có mạnh quá. Tại vì nếu mà mạnh quá chắc nó quýnh mình chạy không kịp. Ui. À, chắc đại cấp mình có gia tài á. Đào đá lửa, đào cục sỏi nó toàn ra đá lửa thôi. Ồ, tính ra gia tài cũng tiện quá chứ. Rồi, và mình đã tới cái đường khác của cái khu mỏ rồi nè. Ủa, đâu thấy con quái nào đâu ta. Ủa sao lúc mình đào mình lại nghe tiếng quái nó kêu nhờ. Ở đây có bạc nè, mình sẽ lấy một ít bạc mang về luôn đi. Còn bên đây coi. Bên đây hình như không có xe mỏ chứ rương rồi. Ở đây nè, có luôn. Có một cái băng gạt với một ít gỏi bánh mì. Còn đường nữa không? Ui, chỗ này còn đường nữa nè. Có cái mảnh vỡ trái tim mang về luôn. Hồi nãy mình đào được một ít nữa là 5 rồi. Ở nhà còn nữa, chắc một xíu về mình gom gom lại á. Mình nén rồi mình tạo thành cái trái tim hoàn chỉnh luôn đi. Để mình ăn vào một cái tăng cái lượng tim mà mình đang có á. Như vậy thì khả năng sống sót của mình trong cái thế giới bí kíp luyện rồng nó sẽ tăng lên. Tại vì trong đây á, mấy con quái vật thường thường nó sẽ nhắm vô phần đầu. Mà phần đầu thì cực kỳ nguy hiểm luôn. Tầm 3 hit như vậy thôi là chết á. Nên phải rất là cẩn thận. Có một ít redstone ở đây, mình sẽ đào về luôn nè. Nó tính ra mình đào mai nó cũng cho nhiều kinh nghiệm lắm á. Mới đây mình lên được cấp 15. Và trong này có phôi sắt. Mình nghĩ là mình chỉ lấy cái ba lô thôi. Phôi sắt thì có gì mình lên trên mình lấy cũng được. Ủa, cái này đường cũ mà. Rồi, ok, giờ thì mình sẽ tiếp tục đào theo cái con đường này nha. Vì là hồi nãy con quái nó đi spawn hoặc là nó ở tầng cao hơn rồi á. Chứ mình vô cái khu mỏ mình kiểm tra không có thấy con quái á. Đào một lúc thì mình lại gặp thêm một cái khu mỏ rồi. Và không biết khu mỏ này có mấy cái viên kim cương giống như khu mỏ cũ của mình không nữa. Để bây giờ mình sẽ cùng nhau đi khám phá nha. Thôi, bình tĩnh anh ơi. Giật hết cả mình à, chiên da hù người ta nè. Hình như ở đây có Enderman nữa khi phải á. Hồi nãy mình vừa bị nhòe mắt tại vì... Đó. Nhòe nhòe như vậy thế nào cũng có Enderman cho coi ấy. Để mình uống ngậm nước cái đã. Ôi, thì cái tình á, đào mấy cục đá thôi mà cũng gặp quái. Rồi, trang bị lại cây đuốc và cắm lên nè. Mình sẽ lại đây múc ít nước cái đã. Tại vì mình cũng gần hết nước uống rồi. Phía bên kia có spawner của cái con nhện kìa. Hơi nguy hiểm đó. Rồi, giờ thì mình sẽ lọc nước ra một cái trước khi uống nè. Và vứt bớt những cái đá không cần thiết đi. Tại vì đá trong đây nhiều lắm luôn á. Mình phải vừa đào và vừa vứt bớt thì mới có không gian để nhặt thêm đồ. Và cất thêm những cái than vô trong nè. Chừa ra bandage để hồi máu thôi. Rồi, giờ thì đi tiếp. Ôi, đường này đường cùng rồi.
Ôi nhìn nhìn cái bản đồ kìa. Quái cả đống luôn á. Ở cái khu mỏ này chắc nhiều quái lắm đây. Ui đằng kia nguyên một đàn nhện kìa. Nó nhảy từng từng bên kia. Kệ đó, không nên đụng vô để không thôi bị nó chết á. Rồi, lấy một ít cái loli về để có gì enchant. Ở đây cũng có. Ui. Ui cẩn thận. Hình như cái cấp độ khoáng sản càng xịn á thì con quái nó cũng càng mạnh đó các bạn ơi. Mấy con bình thường đá thì nó không mạnh cho lắm, mà con kiểu như từ sắt vàng hoặc là kim cương á, nó xuất hiện một cái nó quýnh đau cực luôn ấy. Mình sẽ chữa thương lại một xíu nha. Đó đó đó, mắt mình bị nhòe nè. Hình như hướng này có Enderman thì phải. Để mình qua đây kiểm tra mới được. Này có Redstone nè. Ủa không có Enderman sao mắt mình bị nhòe nhòe giống nãy ta. Ở đây là tầng thứ 10 rồi, cái khu mỏ tính ra cũng sâu lắm luôn á. Ở đây vẫn có đường lên. Có một ít cái khoáng sản trái tim, lượm về. Lượm về một cái. Đây là hướng nào nữa đây? Ui đây còn có mấy cái cỏ nữa kìa. Khổ ghê, cỏ héo á. Và đằng kia có cái khoáng sản trái tim. Vậy là bây giờ thì mình có thể gom lại tạo thành một trái tim bự rồi đó. Tại vì hồi nãy mình cũng có nhặt được một ít ở trong này, tổng cộng là 23. 23 là mình có thể làm được hai trái tim luôn cơ. Ở nhà còn một mớ nữa. Uầy, vậy là sắp tới mình sẽ có rất là nhiều trái tim cho xem. Và hướng bên đây có con skeleton, mình sẽ trang bị khiên lên và đánh bại nó. Mắc kẹt rồi kìa, mắc kẹt. Mắc kẹt cái đầu vô cái tơ chứ. Rồi giờ thì khai thác xuất sắc ở đây và cắm đuốc tiếp nhá, để cho các bạn dễ dàng quan sát. Nhưng mà ở đây sao nhiều sắt vậy ta? Thỉnh thoảng trong đây á nó xuất hiện những cái chỗ sắt như vậy nè, cực kỳ nhiều luôn á, 90 quặng chung một chỗ luôn, đào cực kỳ thích. Hướng bên này thì sao nha? Hướng này là ngay chỗ hai cái spawner con nhện hồi nãy á, lượm luôn, có kinh nghiệm cream. Ui. Đây đây đây, quái vật hai con mắt bự nè, quái vật hai con mắt bự. Đi mai chuyên gia gặp con này nó hù thôi, con này hù là chính hà, chơi mà chơi hù. Biết người ta ưa sợ với giật mình mà tới ngày hù hoài luôn á, giỏi thiệt sự luôn. Rồi giờ thì khai thác nó số vàng này và qua hướng bên đây coi. Và cái khu mỏ này nhìn trên bản đồ mình thấy nó rất là to luôn á. Chắc mình phải cố gắng khám phá càng sâu càng tốt, vì thường thường trong này sẽ có tăng tỷ lệ gặp được những cái loại khoáng sản nè, với cả là dễ gặp kim cương nữa. Rồi. Ui đằng kia có con này. Có các bạn nói á, là con thằng lằn chứ không phải con ếch á. Hôm trước mình cứ tưởng con ếch cơ. Ui. Bị phóng. Lần nhỏ ấy. À chết rồi. Hình như nãy mình cắt mấy cái em cắt nhỏ luôn đi rồi. Lại bay bay xuống nước làm gì? Cái con dơi á nó sẽ bị mất máu khi mà bay xuống nước các bạn ơi. Vậy mà cũng gán bay xuống cho được nữa. Bó tay với con đó luôn. Rồi, mình sẽ coi coi. Nè mấy mũi phát nỏ mình cất vô trong mất tiêu còn gì bắn không được. Để bây giờ mình gài nỏ sẵn, gặp quái là bắn luôn nhá. Rồi qua đây khai thác mấy cái quặng này. Và ở dưới có con Sephinis nữa gì kìa, cái công hôm trước mình đã hát kim thạch nó lại á. Cắm đốt lên. Đúng kia có con nhện thôi kệ đi. Có con nhện con bệnh nhiều khi nó cắn mình ha, chết queo á. Và đã hết số vàng này. Và cái ravine này không biết như thế nào nữa, để mình khám phá hết. À đây 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 đây, mới nghe tiếng con skeleton thổi kèn. Thích thổi kèn thì lên bờ mà thổi kèn, dưới hang mình cũng phải đặt thổi kèn nữa. Ui con nhện. Hướng này còn có spawner con nhện nữa, phải cẩn thận. Này nhện nè. Ui nhện nè. Rồi ổn ổn. Nhảy lên cái mắc kẹt luôn chứ, suýt nữa thì chết với mấy con nhện này rồi. Mình định bám nó đây coi coi có cái nào để đập spawner kiếm thêm kinh nghiệm không á. Nhòn nhòn nè. Con này nó nhỏ ấy, nên rất là khó đánh luôn ấy. Rồi mình sẽ đập cái spawner đi để cho nó đừng có đẻ ra nữa. Ui cháy 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 cháy. Đập spawner xong chạy. Hướng đó thì hết rồi nên mình sẽ tiếp tục qua hướng bên đây nha. Bên đây có ít bạc nè, mình sẽ đào mang về. 2000 years later.
Và sau khi đào một cái đường dài ngoằng thì mình đã tìm thấy thêm một ít quặng kim cương rồi nè các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ kiểm tra xung quanh trước khi khai thác hết số này nha. Hình như đây tới 8 quặng lận á. Coi coi ở dưới có lava không? Ở dưới không có lava luôn. Rồi giờ thì mình sẽ vứt bớt những cái đá đi và chuẩn bị mình khai thác kim cương nè. Mong rằng lần này thì nó sẽ ra nhiều nhiều một xíu nha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Với 8 quặng và gia tài 3 thì mình được 20 viên kim cương. Kết hợp với 11 viên là mình được 31 viên kim cương đó. Wow, lần này thì giàu to rồi. Mình sẽ vứt bớt mấy thứ không cần thiết và dọn dẹp đồ thêm một lần nữa nha. Và chắc bây giờ mình trở lên trên thôi các bạn ơi. Chuyến đi mai này cũng khá là lâu rồi và mình cũng đang mang về được những viên kim cương rồi á. Rồi giờ thì trở về nhà một cái nè và ngủ một giấc, sáng thức dậy thì chúng ta sẽ bắt đầu làm công việc tiếp theo nha các bạn. Trước khi làm công việc tiếp theo thì mình sẽ lấy một ít đồ ăn cái đã. Tại vì bây giờ mình cũng gần hết thức ăn rồi á. Rồi đã có thức ăn rồi và bây giờ thì mình sẽ ra ngoài để bắt đầu công việc tiếp theo trong ngày hôm nay, đó chính là làm một cái cánh cổng địa ngục ấy. Hồi nãy mình có nhặt được một ít cái cục đá lửa nè. Rồi giờ thì mình sẽ tạo ra cái đồ bật lửa và ra ngoài làm một cái cánh cổng địa ngục luôn thôi. Và mong rằng khi mà xuống dưới địa ngục á thì mình sẽ đủ may mắn để gặp được những quả trứng rồng nhá. Trứng rồng Nether á, rồi mình sẽ cố gắng up ở phía dưới luôn. Và cánh cổng địa ngục thì mình sẽ đặt ở ngoài này, đi xa xa nhà mình một xíu cho nó an toàn. Mọp ở đây và ta-da, vậy là mình đã có được một cái cánh cổng rồi. Công việc tiếp theo của mình là châm lửa lên thôi. Làm cánh cổng này được cái là nó sẽ gần biển và mình sẽ an toàn hơn. Nhưng mà trái lại á, nó cũng sẽ có một xíu nguy hiểm. Tại vì thỉnh thoảng mấy con rồng biển á, nó vẫn có thể tấn công mình. Và giờ mình sẽ bước qua Nether. Không biết lần này sẽ kịp đi đâu nữa. Hy vọng là ở một chỗ đẹp đẹp nha. Xung phát một ngay tòa thành luôn. Wow, cái tòa tháp này nữa. Ô, hên dữ vậy. Đây mình sẽ đặt đây một cái điểm trước là portal nè, để một xíu có gì mình dịch chuyển về nhà cho nó dễ. Và bây giờ chắc mình sẽ đi ra ngoài để tìm mấy cái quả trứng rồng thôi các bạn ơi. Đây có đá sáng, mình sẽ lấy một ít mang về nha. Rồi một ít thôi. Giờ thì chủ yếu tìm cái trứng rồng thôi hả, với một ít cái búa địa ngục á, tại vì nhiệt độ nó sẽ không cho phép mình ở đây lâu đâu. Ui chết rồi, cái này không có đường. Ở đây có spawner con play thôi kệ. Chủ yếu là tìm quả trứng thôi. lẹ lên, giờ nóng lắm rồi kìa. bốc quá. Ở đây có cái hoa lily nè. Ui mình không kịp đi tìm cái quả trứng rồi. Này nó nóng à, dưới địa ngục á lúc nào cũng vậy á các bạn ơi, rất là nóng luôn. Rồi giờ mình sẽ cố gắng đi một xíu nữa, đến khi nào mà mình nhắm chịu không nổi nữa thì mình sẽ trở về nhá. Ui nó nóng lắm rồi kìa, bừng luôn rồi. Tội sao mời, chắc phải về một xíu quá. Hay là giờ mình về mình cho ngâm cho người thiệt là lạnh ta. Hợp lý á, giờ mình sẽ về nhà để ngâm cho cơ thể mình á thiệt là lạnh luôn, rồi mình sẽ trở lại địa ngục nhá. Rồi và bây giờ mình sẽ trở lại địa ngục thêm một lần nữa. Và bây giờ mình sẽ cố gắng đi thiệt là nhanh luôn. Không biết đây có đường nào để đi lên trên nhanh không nữa. Không có thì thôi mình đào luôn đi cho nó nhanh. Không có đường thì mình tự tạo ra con đường thôi. Bây giờ thì lên trên thôi các bạn ơi. Lẹ lên. Lẹ lên trước khi mình bị bóng hỏa. Coi trỏ trứng rồng ở đây có không ta. Ở đây nhiều quái vật thứ dữ lắm. Kệ mấy con. Ui đi ra tiếp đây, con play nó còn bắn nữa. Rồi qua đây nè, cẩn thận dưới đây nó nguy hiểm lắm nha, tại vì lửa không hà, đồ mà rơi vô lửa nó sẽ bị mất luôn á. À kìa, thấy rồi. có cái chỗ trứng rồng. Được, mình sẽ tìm cách qua bên kia để lấy trứng rồng nha, trước khi mình bị bốc quả. Rồi lẹ lên, mấy con quái vật ở đây nó cũng không tha cho mình đâu. Thạch anh á, rồi khi nào mà mình thật sự cần thì mình sẽ xuống đây lấy sau nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm thời bỏ qua. Đó, các bạn thấy gì chưa? Đó chính... Ây! Ao! Con này bự con ăn hiếp mình. Rồi. Chuyển vào một cái nè. Và bây giờ mình sẽ đặt ở đây một cái điểm nha.
trứng rồng nether đó, lưu màu xanh đi. Và sau đó thì mình sẽ ấn vào nó để cho kích hoạt cái quá trình ấp trứng lên các bạn ơi. Mình sẽ ấp ngay đây á. Và coi nào, trong này có một cái xin pendant gì nè, hình như đeo được thì phải, mình sẽ lấy về. Có một cái cần câu bằng que quy lửa. Một cái búa địa ngục nữa nè. Ở đây còn nhiều rương lắm. Đó. Một cái vải rồng Ender. Wow, có vải rồng Ender luôn nè. Xịn vậy. Ý. Cái rương này thì một cây cần câu nữa, không biết cây cần câu đó có ghép lại với nhau để tạo ra cái cần câu full no burn không nữa, nhưng mà sẽ tạm thời mình sẽ lấy nhá. Ủa da mình đang bị nóng quá. Bật bàn chế tạo lên coi ghép lại được không. Ủa ghép lại được nè, vậy nó sẽ full no burn á. Và cái cần câu này chắc mình sẽ câu ở dưới nether luôn á các bạn ơi. Và tạm thời thì mình đang bị nóng nên mình sẽ trở về nhà một xíu nha. Trong thời gian giữa hai tập á thì mình sẽ cứ một phút mình xuống đây mình canh quả trứng, rồi một phút mình sẽ trở về để hạ làm mát và cố gắng ấp cho cái quả trứng rồng nether nở ra nha các bạn. Còn giờ thì mình sẽ tắm xíu đây để cho nó bớt nóng cái đã. Nóng quá trời luôn á. Kế tiếp thì chắc mình sẽ nâng cấp sơ sơ lên một xíu các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang xài khiên sắt nè với kiếm sắt, cho nên sức chống đỡ cũng như là tấn công chưa được cao cho lắm á. Thế nên bây giờ thì mình sẽ chuyển hẳn sang đồ kim cương nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm trước cho mình một cái khiên kim cương đi. Công thức của khiên kim cương thì mình cần phải làm một cái khiên gỗ trước. Đây mình sẽ đặt một ít gỗ theo công thức giống như vậy để tạo ra một cái khiên gỗ. Đó, và sau đó thì mình sẽ bao bọc bằng những viên kim cương để tạo ra một cái khiên bằng kim cương luôn. Với cái khiên kim cương như vậy á thì mình sẽ chống đỡ cực kỳ tốt luôn á. Và cái khiên sắt này tạm thời mình sẽ cất vô trong nha. Bên cạnh đó thì vũ khí thì mình sẽ nâng cấp lên luôn. Ở đây thì mình có hai lựa chọn. Thứ nhất á là sử dụng cái cây saber bằng kim cương nè, nhưng mà nó chỉ nâng lên một sức tấn công thôi và tốc độ tấn công thì nó cũng giữ nguyên à. Còn rapier mình đang phân vân là có nên sử dụng rapier hay không, vì cây này á nó tới 2,4 tốc độ tấn công lận, đánh cực kỳ nhanh luôn á. Và chắc mình sẽ thử dùng cây này một thời gian đi. Và công thức của cây rapier thì đặt theo như vậy. Đó, mình sẽ được một cây rapier bằng kim cương. Kế tiếp thì mình sẽ cất số kim cương còn lại vô trong và lên trên nâng cấp một xíu nha. Cây này thì mình nghĩ nên nâng cấp cho nó cái dòng sắc bén đi, tại vì đây là vũ khí á, nên nếu có sắc bén thì nó sẽ tăng sức tấn công lên rất là nhiều. À mà chết. Nó bị trừ rồi, cái nào nó bị giảm rồi á. Chắc sắp tới mình phải làm cái đe chuyên dụng để mình sửa lại cái chất lượng mới được. Bên cạnh đó thì mình sẽ ép cho nó thêm cái dòng nhạc. Ui nhạc mắc gì ta. Ép dòng nhạc phát là hết kinh nghiệm luôn á. Còn dòng nào xịn hơn không? Ui đây còn rất là nhiều dòng khác nè. Wow, quá trời luôn. Trong đây có một vài dòng mình chưa biết công dụng của nó là gì nữa. Quay nhiều như vậy, có breezing nữa nè. Hình như breezing này làm mình quýnh một phát nó bị đóng băng hay sao á. Không biết có đúng không nữa. Dark Shadow hả? Bóng tối. Rồi may mắn gì nữa nè. Ôi, nhiều dòng enchant cực mà thôi. Mình chỉ enchant tạo cái dòng sắc bén thôi. Nó lên 7 phải 7 thức tấn công là mình vui rồi. Đã vậy nó còn bị trừ lên một xíu nữa chứ. Trời ơi buồn ghê luôn á. Nhưng mà khi bị trừ nhưng mà nó đánh nhắn nhanh nè các bạn. Nó đánh liên tục luôn á. Và kết hợp với cây này nữa thì thôi rồi luôn. Chiến đấu cực kỳ tốt. Và mình sẽ cất cái miếng gỗ này vô trong và bắt đầu chuyến khám phá trong ngày hôm nay. Hôm trước á mình có khám phá sơ sơ cái khu vực đâu rồi, công trình bí ẩn này nè, và đánh được một cái con boss đầu tiên. Trong này nó vẫn còn boss nữa. Thế nên trong ngày hôm nay á mình dự định sẽ khám phá nốt cái khu vực này luôn. Chưa. Còn này. Ê quýnh cái có độc kìa. Ý nó rơi ra kẹn nè. Ui quýnh phát rơi ra kẹn luôn. Được thực sự. Con này nó hay nhất là chết một tên. Đồ kim cương có khác. Giờ mình lên nỏ mình. À chưa. Lấy cái bon ra. Bình tĩnh nào. Nó creeper thì cũng hay hết luôn á. Wow đúng là nâng cấp lên quýnh cái gì nó cũng dễ hơn hẳn. Đằng kia có con skeleton nè, mình sẽ bắn phát chết luôn nè. Đằng kia có con skeleton nè, mình sẽ bắn phát chết luôn nè. Ủa chưa chết hả? Mình cứ tưởng một phát là có thể chết con skeleton chứ. Ây ơi trời, nó né.
chơi mà chơi né. Ồ, bắn hụt. Xí hụt nha. Xí hụt nha anh bạn. Rồi, nhặt lại mấy cái kinh nghiệm nè. Và đi tiếp để tìm đường xuống phía dưới. À, và hình như cái đường xuống phía dưới hình như chỗ này thì phải á. Rồi, xuống luôn. Cái con boss lần trước thì khi mình đánh bại nó sẽ rơi ra hai cây gậy phép thuật. Không biết cái con boss chỗ này thì nó sẽ rơi ra cái gì nữa. Cùng nhau đi khám phá thôi. Ui, đằng kia có spawner kìa. Mà chưa biết spawner con gì. Ê, ui. Bình tĩnh. Spawner của con xác ướp thì phải. À không, của con bò cạp. Đúng rồi, đây là spawner con bò cạp đó mọi người. Ui, con này chắc phải dùng cúp đánh ấy. Tại vì nó là quái vật khoáng sản. Rồi, đập trước đi, tính sao. Đập spawner. Ê, nó ra nữa rồi. Đập. Ao. Trong kia còn đông lắm. Đâu, vô đây. Mình nghĩ mình nên tìm cách để hồi máu trước đi các bạn ơi. Chứ không hồi mà hồi yếu máu á, gặp boss là mình chết á. Đây mình coi có rơi ra mấy cái đồ trị thương không. Trong đây mình còn, mình lấy ra mình tự xài luôn đi. Và cái kèn chắc là sẽ cất vô trong lại á. Tại vì kèn hơi bị hiếm luôn. Đánh lâu lắm rồi nó mới rơi ra cho mình một cây kèn trumpet. Và mình sẽ chữa lại vết thương một xíu nha, cho nó màu xanh hết đi. Ui, một cái loot bag legendary. Được thì sự. Và con này hình như nó có kích thước to hay nhỏ hay sao ấy. Đó, mình thấy sự chênh lệch về kích thước giữa mấy cái con xác ướp á. Mình đang bị hoa mắt vì khát nước nên mình sẽ uống nước lại. Ê, quái vật, đánh lén. Đã mạnh rồi còn đánh lén nữa, ai mà đánh lại. Ui, Chupacabra nè. Này thì Chupacabra. Lấy thịt gì luôn, thịt con đó mình nung lên ăn vẫn được nha, nên cứ thoải mái lấy về. Và chắc mình sẽ uống thêm ngụm nước với. Ơ, hình như con đó con boss đúng không? Hình như là vậy. Ui, con này nó khứa đâu quá à. Con đó chắc mình phải dùng nỏ thôi. Để tránh trường hợp mà nó bắn trúng mình, nó dính hiệu ứng mà không cho phép mình phòng thủ ấy, hay là sử dụng vũ khí tấn công tầm xa. Đúng rồi, con đó con Scooty Honor. Mình đọc tiếng Anh hơi tệ, các bạn thông cảm nhé. Nhưng mà tạm thời, nó là cái con boss có thanh máu phía trên ấy. Này thì boss nè. À, có cách tiêu diệt ngươi rồi. Lại đây. Lại đây. hai hit nữa thôi. À, Chupacabra nè. Này thì Chupacabra. Rồi tiếp. Lại đây. Và một hit cuối cùng. Đi chết đi. Xong. Được một con boss nữa. Không biết trong đây còn mấy con nữa, nhưng mà con này thì sẽ rơi ra một cái. Lại là một cái cây trượng giống như cái con boss cũ vậy á. Ôi, nhưng mà đánh cây này thích ghê không á. Đánh nhanh cực luôn các bạn ơi. Ui dồi trời, chặt một phát chết con Chupacabra luôn. Quá xịn. Rồi, và chắc mình sẽ đi tiếp coi con boss cuối nằm ở đâu nha. Ủa, nó có cái gì nè. À, như cái này cái đèn. Lụm luôn. Lụm về gắn vô nhà mình các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đổ xô nước ra. Đây. Múc nước lại và uống á, chứ giờ mình khát nước một hồi nó bị hoa mắt giống nãy thì mệt nữa. Đâu rồi? Đồ lọc nước ở đây. Nhầm. Vậy mới đúng nè. Và uống thêm ngụm nước trước khi đi xuống dưới nha. Và chắc mình sẽ dọn dẹp đồ lại thêm một lần để cho coi đồ thiệt là trống trải. Và xuống dưới lút đồ nó mới sướng chứ. Boss đâu rồi? Không biết chân này có boss không nữa. Nhưng mà sẽ xuống dưới trước. Có lava, có rương, có một ít cây đuốc nè. Bánh mì thì không cần lấy cũng được. Ui, tiếng con gì mà nghe căng thẳng vậy. Con cuối là con rồng gì đó. Ui thiệt. Ui, một con rồng. Ui, một con rồng đó mọi người. Mình bắn nó không xi nhê luôn. Uầy, hình như đây là con boss mạnh nhất trong tòa tháp này rồi. Ủa, công trình này rồi. Chắc một hồi mình bắn hết mấy cái phát boy mình mới dám vô cận chiến quá. Ao. Nó quýnh mình là mình sẽ bị phỏng. Ui, con rồng này là con rồng phun lửa. Mà lửa con này ghê lắm. Nó sẽ gây ra hiệu ứng phỏng á. Ui, chết rồi, mình hết mấy băng gạt nữa chứ. Ui, một cái lớp bát legendary nữa. Rồi, phòng này coi. À, phòng này. Chó. Có mấy con giống như con chó sói vậy. Chó sói hoang.
cái ba lô Iron Golem nè. Táo thì chắc mình ồ lấy luôn đi, có đồ ăn cũng tốt. Và lút hết mấy cái rương trong đây rồi trở lại chỗ con rồng nha. Ui con rồng gì mà khỏe dữ vậy? Con rồng nó khỏe cực luôn ấy, mình một phát bon của mình sát thương cũng kha khá đó mà không xi nhê gì luôn. Một cái móc phim gì nè. Lượm gì nói chung là lượm hết đi, cái nào mình nhắm lượm được là lượm về hết đi. Cái này lại có cái cần câu nữa. Câu này mình có nhà rồi mà lượm thêm cái nữa chắc cũng không sao. À rồi nè, trở lại đánh nó để kẹo nó hồi máu á. Ui nó to cực luôn, không biết mình cận chiến có được không nữa. Để mình thử coi. Hy vọng mà cận chiến được. Ui cận chiến con này được đó mọi người. Mà trong kia nhiều Ripper quá. Nói chung mình cận chiến cũng được đó, nhưng mà nó hơi lâu thôi. Tại vì cây Rapier nó không có mạnh về cái khoảng sát thương. Nó chỉ mạnh về khoảng tốc độ đánh thôi á. Rồi, làm lại nè. Ui đánh vài cái rồi chạy. Ui. Hên mà ở đây có cái dũng nước á. Ấy, bị phóng. Hên thiệt chứ, tự nhiên ở đây có sẵn dụng nước cho mình kiểu như là đỡ phải bị cháy á. Rồi lấy cái xô nước ra lại coi. Này thì định nổ hay gì, ai cho nổ. Tốc độ của Rapier mà làm gì nổ kịp. Và giờ thì mình sẽ thắp cây đốt ở đây nè. Chắc mình sẽ đổ thêm xô nước ở đây quá. Không, có cách. Mình sẽ đổ thẳng xuống trong đây luôn. Nó đổ trong đây giống như vậy nè, rồi đánh. Nó như vậy thì mình sẽ không bị bỏng nữa. Đó. Thoải mái chơi. Ơ nhưng mà mình vẫn bị dính sát thương. Ấy. Không được. Mặc dù không bị phỏng đó. Ấy. Nhưng mà vết thương nó sẽ nặng hơn và mình có thể bị chết vì chấn thương á. Tạm thời thì mình sẽ loại bỏ cái điểm công trình bí ẩn đi, remove nè, và đặt một điểm mới là rồng phép thuật. Phép thuật ở đây. Và sau đó thì mình sẽ trở về nhà để đi lấy đồ á. Đó chính là những cái đồ trị liệu. Chứ không có đồ trị liệu thế nào cũng chết với con rồng đó thôi. Đây mình sẽ đem hết băng gạc mà mình đang có nè, cũng như là một ít cái băng dán á. Và trở lại chỗ của con rồng phép thuật thôi. Rồng đâu phun ra lửa hay gây bỏng luôn á. Đâu rồi? Đây, rồng đây. Lên nỏ nè. Bắn rồng. Ui. Nó bắn nguy hiểm thiệt sự luôn. Bắn rồng cái nè. Bắn thêm một cái nữa. Chắc bây giờ mình sẽ dán băng dán trước đi các bạn ơi. Để một hồi cho nó đầy máu cái đá. Chứ vết thương mà nó vàng vàng mình sợ lắm. Đốt một hồi nó đỏ không hay á. Rồi chết queo luôn. Rồi chuẩn bị. Nó chuẩn bị phun thì phải. Nó chuẩn bị phun là mình né liền nhá. Không biết mình có đủ sức đi tiêu diệt con rồng không nữa ta. Ow. Ui nó phun ngay đầu luôn. Nguy hiểm thiệt sự. Con nhện này làm liều hay gì? Cận chiến nè. Bắn nỏ nè. Combo lẹ. Ui nó phun liên tục rồi. Lâu nó bật chế độ phun liên tục lên. Nãy giờ mình chỉ đánh mới có 1/3 cây máu thôi. Vết thương đang nặng. Chữa lại. Chắc mình phải chạy ra ngoài quá, đánh trong này có vẻ không ổn cho lắm các bạn ơi. Nếu mà mình có một vũ khí tầm 10-20 đao mà cận chiến được á, thì chắc mình sẽ dùng để đánh con rồng này luôn chứ. Cái đắp bia mình đánh cận chiến nó cũng không phải là lợi thế cho lắm. Nhưng mà mình sẽ thử một lần nữa. Chơi đánh xong chạy. Rồi giờ mình sẽ sử dụng cách này để rỉa máu con này càng thấp càng tốt nha các bạn. Bắn luôn rồi, mình hết mũi tên luôn rồi. Để bây giờ mình sẽ di chuyển về nhà làm một ít mũi tên các bạn ơi. Bắn con này tốt mũi tên thiệt sự luôn á. Đây mình sẽ lấy phôi sắt nè. Phôi sắt thì sẽ đổi một ít ra hạt sắt. Và kết hợp với lông gà mình nhặt được từ những chuyến khám phá lần trước. Chỉ cần như đây thôi, mình sẽ tạo ra những cái mũi bon theo công thức giống như vậy. Không biết có đủ không ta. Đây, một stack, hai stack luôn. Mình không tin hai stack này mà không giết nổi con rồng đó. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại đằng kia để tiếp tục theo cách cũ và đánh bại con rồng đó nha. Hơi mất thời gian một xíu nhưng mà miễn sao đánh bại được con rồng mà phép thuật này là ok hả.
Nãy giờ mình có kinh nghiệm mà sao mình không về enchant một lần cho cây nỏ mình thiệt là mạnh rồi đánh con rồng đó ta? Mình sẽ enchant đúng cái dòng sức mạnh thôi. Mình nghĩ với sức mạnh 5 á thì mình có thể dễ dàng đánh con rồng đó hơn. Đây, sức mạnh 5 nè. Ủa, cái này nó có vô hạn luôn. Được thiệt sự. Nhưng mà thay vì vô hạn thì mình sẽ... Ấy, chết rồi. Mình ép nhầm cái chậm hỏng chứ. Đây, ép sức mạnh nè. Ép thêm dòng lửa luôn để đừng gây cháy. Đánh bật lùi thì... Ok, cho một ít cũng được. Nhưng mà thôi, đánh bật lùi lỡ mình bắn một hồi nó lùi cái mắt tiêu luôn rồi sao. Nên thôi, vô hạn thì... Ép luôn đi. Đó, không có gì ngoài kinh nghiệm các bạn ơi. Rồi, và bây giờ cây nỏ của mình có thể nói là cực kỳ mạnh. Nó có cái dòng gài đạn nhanh không nhờ? Mình kiếm cái dòng gài đạn nhanh cái đã. Hình như nó không có nạp nhanh rồi. Phải chứ nó có dòng nạp nhanh thì hay ha. Mình sẽ ép bùa phát nạp nhanh như cung vậy á. Thôi kệ không sao, miễn sao có sức mạnh là mình sẽ dễ đánh con rồng hơn. Và bây giờ mình sẽ thử bắn một phát coi. Test thử sức mạnh mới. Ôi, bắn thốn hơn hẳn nè. Giờ thì mình sẽ nhào vô trong luôn. Nó chơi chứ vô chồng chết á. Ở ngoài bắn thôi, vậy nó mới hỏng mất máu nhiều. Ủa, ở ngoài mình còn có cái mà chạy được chứ bên trong sao mà chạy kịp với những phát bắn của nó. Bắn vô lưng người nè. Bắn vô đầu nè. Con rồng này công nhận mạnh với khỏe thiệt các bạn ơi. Nó mạnh ở khả năng sát thương lâu dài ấy. Bắn một lần vừa đầu nè mà còn bị bỏng thêm nữa. Ai mà không có kháng lửa thì y như rằng là bị chết cháy với nó. Này thì rồng, con này tên là Tyrant. Mình mới đọc tên của nó giỏi thì sao nó bắn mình vô ngược đầu luôn á. Bắn vô đầu hả? Bắn vô đầu ta bắn vô người. Ngươi làm gì ta? Và mong rằng con này không có skill hồi máu nha. Chứ mình thấy đa số mấy con rồng mà mạnh mạnh á, nó đều có skill cuối đó chính là hồi máu tức thì các bạn ơi. Đánh cho đã cái nó hồi máu giống như trong Crazy Craft là buồn luôn á. Rồi giờ mình sẽ cố gắng tiêu diệt con rồng này trong thời gian ngắn nhất nhá. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Và con rồng sắp đi rồi các bạn ơi. Một phía cuối cùng con rồng kia không chết hả? Xẻ thịt luôn. Này thì rồng với chúng tôi. Và con rồng này nó rơi qua rất là nhiều kim cương nè. 40. Wow, một con rồng mà rơi cả đống kim cương luôn. Một stack với 16 viên kim cương. Oh my god. Nhiều kim cương thiệt sự luôn á. Nó còn rơi ra cái cây gậy gì nữa kìa đúng không? Đúng rồi, một cây gậy mắt ma. Có công thức. Cây gậy này có công thức chế tạo nha các bạn. Wow, và... Ủa? Ê. Cái này quen nha. Hình như bên cạnh này còn có một cái hang rồng cổ đại nữa thì phải. Chưa, để mình lấy một ít cây đuốc ra cái đã. Nghi lắm nha. Chưa, bình tĩnh nào. Định làm gì đây? Mấy con zumba này định đánh lén. Ủa mà trong này không có rương á ta? Trong này không có rương, chắc tại phòng của boss á. Thế bây giờ mình tìm đường vô trong này coi. Hình như đây là hang rồng nè. Nó rồi đó, đây là hang rồng nè. Không biết phía dưới này là con rồng gì đây? Hy vọng là một con rồng... cấp 5 đi, để mình có khả năng lấy được trứng rồng cơ. Đây là hang rồng hoang dã. Ủa, tới bedrock rồi, vậy là nó ở phía trên, chứ không phải phía dưới. Ui, tới rồi các bạn ơi. Không biết đây là con rồng gì nữa, nhưng mà mình sẽ thử lên trên coi. Bình tĩnh nha. Ui, quái vật không gian. Quái vật nè, một con. Ui, như rồng đi vắng rồi. Rồng đi vắng đi đâu. Ui, con này nhanh nhỉ. Ui, con Chupacabra nhanh cực. Ui, rồng không có nhà. Mà cũng hơi buồn á. Thì chủ yếu vô đây mình đánh với rồng á, để mình lấy trứng rồng với vải rồng cơ. Mà nó lại không có rồi, nên thôi mình sẽ tạm thời coi rồng có những cái đồ gì thì mình sẽ lấy về nhá. Hơi buồn á nha, hy vọng rằng một xíu rồng sẽ trở về để có gì mình còn đại chiến nữa. Hình như rồng phá chỗ này rồi đi rồi.
Ồ, ở đây vẫn nghe tiếng của rồng gầm gầm lên nè. Không biết rồng đi đâu nữa rồi ta. Kỳ lạ thiệt á. Và trong đây có rất là nhiều rừng tha hồ mà mình lấy đồ luôn. Và kể cả những cái mana cái ship này. Đây là thứ mình có thể chế tạo là cuốn sách và nghiên cứu về rồng á. Mình sẽ mang về để sắp tới mình nghiên cứu về rồng hoang dã nhá. Và mình sẽ kiếm thêm một vài cái rừng rồi trở về thôi. Chứ rồng có nhà cũng đâu có ai mà chào đón mình đâu. Ui, cái rừng này có cả đống kim cương luôn nè. Nãy giờ mình lướt cũng được kha khá rừng rồi, chắc ok. Bây giờ mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi, chứ rồng không có ở đây cũng không ai quấn nhau mình á. Ê, 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 ê. Về thì về, làm gì mà đuổi căng vậy? Phù hỉ kỳ cục. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà nha các bạn. Lần này kiếm được quá trời đồ luôn á. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành nén một vài cái loại khoáng sản trước các bạn ơi. Chứ kho đồ của mình giờ nó chật quá trời rồi nè. Ui cái gì á? Ui tự nhiên nhạc lên vậy. Ủa? À, Cinder là mấy cái con mà bay bay đó. Đến đây làm gì? Thử tài thiên xạ tôi à. Ui, hết hồn hết dĩa, tự nhiên đang ngồi nén nén. Thôi đứng trong nhà mà cũng hù được. Bỏ tay thiệt, lại đây thì lại đây. Ai mà sợ đâu mà lại thông báo thế. Đến thì mình tiếp thôi. Rồi giờ mình sẽ nén mấy cái này lại nè. Để cho kho đồ nó trống trống một xíu á. Để mình bắt đầu cái chương trình mở loot bag. Vì trong ngày hôm nay mình nhặt khá là nhiều những cái loot bag luôn á. Mấy cái đồ linh tai linh tinh ở phía trên này thì mình có thể cất vô trong rương nè. Sẽ cất tạm vô đây, đừng có cái đồ chữa thương. Rồi, và giờ mình sẽ ra ngoài để bắt đầu mở loot bag thôi. Mình sẽ tiêu diệt nốt con này để mở cho nó ok nhá. Thử tài bắn cái nỏ nè. Ở trên kia có ông thằng gió đấy thì phải. Mình sẽ cà khịa cực mạnh ông ta. Ui ui xích trúc xích trúc. Ôi nhưng mà ngoài đó đông lắm các bạn ơi, không đùa được. Thôi. Né qua đây mỗi lớp bé trở lành. Sẵn có bé rồng luôn nè. Cái đầu tiên cho mũi tên với một ít mana kết xếp thôi. Mình sẽ mở hết mấy cái common trước các bạn ơi. Cái thứ hai, một trái táo vàng enchant. Quay được thiệt sự nha. Rồi kế tiếp nào, kế tiếp nào. Cái này có vàng lấy được nè. Mũi tên với ít giấy. Rồi cái kế nữa. Nói chung cái common nó thì nó không có đồ xịn các bạn ơi, chủ yếu là nhờ mấy cái ray này legendary cũng như là một cái gì đó mà mình không nhớ rõ tên nữa mà nó cũng màu cam cam ấy. Rồi cái kế nè, ui không có đồ xịn, ước gì giờ cho nó cho mình một ít khối kim cương nha, là hay biết mấy luôn á. Và cái common cuối cùng. Cho đúng cái hạt vàng luôn, nghèo thiệt sự luôn á. Rồi giờ thì tới cái legendary đi, legendary nè. Một cái áo giáp kim cương mà lại được là người biến mất. Có nghĩa là khi mà mình chết đó là nó mất tiêu luôn hay sao á, không tốt tí nào hết trơn. Cái này thì lại cho Obsidian Skull, một cái Hitting Goo. Cái này á mình có thể chế tạo một một cái loại chỉ đặc biệt á, mình để mình chế tạo một cái set đồ các bạn ơi, đó chính là set đồ cân bằng nhiệt độ giống như vậy nè, mà sắp tới thì mình sẽ chế tạo cho. Còn giờ thì mình sẽ mở cái loot bag Abyss nhá, và nó cho đồ sắt với đồ đá. Trời ơi em biết đó ha, cho đồ dởm quá à. Nhưng mà không sao, dù sao thì mình cũng có được những cái Obsidian Skull nè. Cái này thì mình có thể đeo vô trong á, hai cái này luôn, một cái thì cho tốc độ đánh nè, một cái thì cho sát thương của mũi tên. Wow, xịn đó nha. Bên cạnh đó thì mình còn được thêm một cái áo giáp kim cương nữa chứ. Nhưng mà nó có lời nguyền biến mất rồi. Sắp tới mình sẽ tìm cách gỡ cái dòng đó ra để mình có được một cái áo giáp kim cương, và mình sẽ enchant lại và sử dụng tiếp nhá. Và như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã có một chuyến đi khám phá dưới cái công trình bí ẩn, đánh bại được một con rồng phép thuật và nó rơi ra rất là nhiều kim cương luôn. Giờ mình có tới stack hai mấy viên kim cương nè, cũng như là mình đang tiến hành ấp trứng rồng Nether á. Và hy vọng rằng quả trứng sẽ sớm nở để cho chúng ta có thể dẫn em ấy về nhá. Trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng gắng tiếp tục đi khám phá xung quanh để kiếm thật là nhiều đồ xịn. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.